Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi tối hôm nay, chúng tôi thấy rằng buổi tối hôm nay đạo tràng chùa Tâm Pháp đông Phật tử lắm. Quý Phật tử có thích là mình gần Phật, gần Pháp, gần Tăng không? Thích không? Thích mà tại sao ngồi xa quá vậy? Đợi cho ni sư kêu mới xích lên. Mình thích chư Tăng, mình thích Phật Pháp, mà mình thấy chư Tăng, thấy Phật Pháp mà quý Phật tử sợ quá, không dám xích lên, thì mơi mốt rồi xe Phật lại rước mình, rồi cái mình cũng bỏ mình chạy sao? Phải không? Ví dụ như quý Phật tử tu đó, mình gặp ma, mình chạy là phải rồi, mà mình gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng mà không dám ngồi gần nữa rồi làm sao đây? Thân người khó được, hôm nay mình đã được. Phật Pháp khó nghe, hôm nay mình được nghe. Chúng Tăng khó gặp, hôm nay mình được gặp. Tất cả những cái điều khó đó, hôm nay mình đã được hết rồi. Quý Phật tử biết cái thân người của mình đó, bây giờ mà mình tìm lại được cái thân người này, nó trải qua vô lượng vô biên kiếp, mình đấu tranh không biết bao nhiêu để mình giành giật được nó. Quý Phật tử ơi, trước khi mình mang được cái thân người này nè, là tất cả chúng ta đang sống lầm lũi trong cái thế giới của địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là giam giữ, địa là dày chắc, ngục là cố chấp, địa là dày chắc, ngục là cứ ôm hận trong lòng. Cho nên cái người nào đó mà sống mà cứ cố chấp, cứ không buông được, mà giận người ta hoài là địa ngục. Cho nên giận người ta một ngày, chúng ta đang sống trong địa ngục một ngày. Giận người ta một tháng, mình sống trong địa ngục một tháng. Giận người ta một năm, mình đang sống lầm lũi trong địa ngục một năm. Giận người ta suốt đời thì cả một đời mình đang đắm chìm trong địa ngục. Cho nên mình đã sống trong địa ngục từ vô lượng kiếp. Rồi cái đời sống của mình tới đời sống của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là bõn sẻn, là ích kỷ, là tham lam. Quý Phật tử ơi, mình sống ở trong cái thế giới ngạ quỷ rất là nhiều. Đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, người nào dám giơ tay lên là hồi nhỏ tới bây giờ con chưa tham lam ích kỷ. Chúng ta rất là hẹp hòi. Có đôi khi có những cái chúng ta hẹp hòi, mà hẹp hòi nó vô cớ. Thầy nói ví dụ thôi, mình dẫn cháu của mình đi chùa, cháu của mình dẫn thêm một đứa nhỏ nữa đi lại, trong khi mình cầm một cái bánh bao trong chùa cho. Mình đưa cho cháu mình mà mặc tình cái đứa cháu của người khác đứng dòm, mà nó dòm thèm thuồng cái bánh bao của mình cho cháu của mình. Thì quý Phật tử ơi, đó là gì? Là sự hẹp hòi, là ích kỷ đó, hiểu không? Chúng ta không hình dung được, và chúng ta không thấy được cái lòng hẹp hòi ích kỷ của mình. Đứa nhỏ nó không có tội tình gì hết. Thầy nói cho quý Phật tử biết là chỉ cần mình bẻ cái bánh bao ra làm hai như thế nào mà mình không phải hẹp hòi ích kỷ. Mình bẻ mà mình dành cái phần lớn cho cháu ruột của mình, còn phần nhỏ mình không cho, mình cho thằng nhỏ nó miếng nhỏ hơn là cũng hẹp hòi ích kỷ rồi. Cho nên đó là đời sống của ích kỷ. Mà ích kỷ là gì? Là ngạ quỷ. Chúng ta đang giam cầm mình trong thế giới của ngạ quỷ. Mình đi vào trong siêu thị mà cặp mắt của mình nhìn một món đồ mà mình cảm thấy đắm đuối, mình cảm thấy mình nuối tiếc, trời ơi quên đem tiền theo mua. Con mắt của mình đang sống trong thế giới ngạ quỷ. Mình nhìn mà thấy cái sâu chuỗi của người ta đẹp quá, mà mình dùm, mình nhìn nó, mình thèm khát, mình muốn cái sâu chuỗi người ta đang đeo trên tay là của mình. Quý Phật tử ơi, chỉ là cái ý thức là mình đã ăn trộm của người ta rồi, chứ không cần lấy cái tay mà mình bóc cái đồ đó bỏ vào trong tay mình đâu. Chỉ cần cái tư tưởng của mình thôi, mình đã ăn trộm của người ta rồi. Đó là thế giới của ngạ quỷ. Thế giới của súc sinh là gì? Là soi bồ, soi bộ. Đối với cha mẹ mình không bao giờ mình trân trọng, mình tôn trọng. Đối với người lớn, mình không bao giờ mình kính lão đắc thọ. Đối với anh chị em ruột của mình, mày tao mi tớ, đối với những người bạn đồng tu, mình không có nể nang ai hết. Có nghĩa là đời sống của mình sôi bồ, sôi bổn như vậy, đó là đời sống của súc sinh. Đạo tràng chùa Tâm Pháp tối hôm nay, ai đã trải qua địa ngục, ai đang sống trong ngạ quỷ, và ai đang lang thang trong thế giới súc sinh đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Dạ mô Phật, nguyên đạo tràng của con có đôi khi là con ngủ quên ở trong thế giới địa ngục. Con đi ngang qua rồi con ghé vào thăm thế giới của ngạ quỷ, rồi có đôi khi con lại bấp bênh trong thế giới của súc sinh. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta mang một cái thân mà Đức Phật gọi là thân người. Thầy ví dụ như thân người của quý Phật tử là một cây đèn bằng vàng. Một cây đèn bằng vàng.
Nhưng quý Phật tử châm vào trong cái bình của cái đèn bằng vàng này, cái bình dầu đó, cái dầu bằng dầu gì? Nếu mình châm vào trong đó bằng dầu cát tường thì đó là Phật, là Bồ Tát. Mình châm vào đó bằng dầu lửa trắng là con người. Còn mình châm vào bằng dầu lửa đỏ, dầu cặn, quý Phật tử ơi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên cây đèn nó giống hệt như nhau, nhưng mà cái chất dầu trong đầu của mình khác nhau, hiểu không? Thành ra rồi quý Phật tử ngồi trong đây nè, mang thân người nhìn vô giống hệt nhau, nhưng mà cái suy nghĩ của mình hoàn toàn khác nhau. Có người mang thân người nhưng mà đời sống của mình súc sinh rõ ràng, chửi cha, mắng mẹ, hỗn hào, đủ thứ hết. Đó là đời sống súc sinh rồi. Cha mẹ sanh ra ta rồi mà mình coi cha mẹ mình không ra gì hết. Mình từ trong bụng mẹ mình sinh ra chưa có một vị nào, một vị Bồ Tát nào mà có thể đầy đủ sức chịu đựng mà cho mình ngủ ở trong bụng 9 tháng 10 ngày. Quý Phật tử đồng ý với Thầy không? Chưa có một vị Bồ Tát nào mà dám chấp nhận và hy sinh cho mình nằm trong bụng 9 tháng 10 ngày, ăn tất cả những thức ăn kiên cử đầy đủ hết để nuôi mình. Mình muốn ăn cái gì là người mẹ đó, người Phật đó, người Bồ Tát đó cho mình hết. Chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố hoặc đèo bước ngang, cẩn thận vô cùng để cho mình ngủ. Vậy mà khi mà mình chung ra khỏi cái thân thể của mẹ mình, mình còn nằm trong vòng tay của mẹ và lớn lên qua đôi bầu sữa ngọt ngào, thế mà mình vẫn hỗn hào với cha mẹ. Có phải là chúng ta đang sống trong thế giới súc sinh không? Quá súc sinh phải không quý Phật tử? Cho nên Thầy hỏi thật đó, chứ còn Thầy biết hết. Ngồi trên đây nhìn xuống Thầy biết ai là thế giới của ngạ quỷ, ai thế giới súc sinh, ai thế giới địa ngục liền. Tự nhiên trong tâm mình nó chiêu cảm mà, hiểu không? Con mắt của mình mà nó vương vấn một chút địa ngục là nó toát ra trong khuôn mặt của mình địa ngục. Cái miệng mình nói ra trong cái hơi, cái âm thanh của mình phát xuất ra, nó có vương vấn một chút gì ngạ quỷ là khuôn mặt của mình nó hình thành ngạ quỷ. Quý Phật tử ơi, mình không giấu được đâu, hiểu không? Cho nên ở đây Thầy nói rằng là ai súc sinh ra súc sinh, ai ngạ quỷ ra ngạ quỷ, ai mà là địa ngục nó ra địa ngục liền. Thầy hỏi thật, trong đạo tràng của mình có người nào mà giận người ta suốt cuộc đời không? Có không? Có nhiều bà kỳ lắm, giận con của mình đó, rồi bắt đầu dặn đứa con gái, mới mốt nó mà về tao chết rồi, đứa nào mà cho nó để tan là tao xì liền đó, thí dụ vậy. Giận con mà giận tới mức độ tới chết luôn cũng còn giận nó. Vậy là tự mình đã giam cầm mình trong thế giới của địa ngục. Cuộc đời này, Thầy nói thiệt với quý Phật tử, tất cả chúng ta không còn đủ một chút thời gian nào để mà chúng ta gửi gắm trái tim của mình cho Phật đâu. Giận nhau để làm gì? Chê trách nhau để làm gì? Rồi tham lam với nhau, ích kỷ với nhau để làm cái gì? Không hiểu nữa. Chúng ta hãy bỏ những cái thứ đó đi, rác rưởi của cuộc đời. Cố chấp là gì? Rác rưởi của cuộc đời. Tham lam sân hận nhỏ mọn hẹp hòi, rác rưởi của cuộc đời. Rồi hỗn hào với cha mẹ, hỗn hào với người trên lớn tuổi, đó là rác rưởi của cuộc đời, bỏ đi. Ta hãy đi về Phật bằng chiếc áo tràng lam thanh tịnh đi quý Phật tử à, hiểu không? Hãy đi về Phật bằng chiếc áo tràng lam thanh tịnh đi. Cho nên cái đề tài của buổi tối hôm nay, Thầy tâm sự với quý Phật tử và muốn gửi gắm trái tim của mình và trái tim của quý Phật tử đi cúng dường lên cho Đức Phật. Đề tài được mang tên là trả nợ cho đời. Thì quý Phật tử thấy rằng cuộc đời của chúng ta ai cũng dây nợ cuộc đời hết. Có ai mà không dây nợ cuộc đời không? Quý Phật tử ngồi trong đây nè, có ai mà không mượn nợ cuộc đời không? Có, mượn hết sức mượn luôn, mượn từ nhỏ cho tới bây giờ thôi. Quý Phật tử chỉ cần chúng ta hít thở là chúng ta thiếu nợ cuộc đời. Chúng ta đã dây hư không này, những luồng hơi thở hít ra, hít vào và thở ra. Quý Phật tử không mượn cái hơi thở đó, quý Phật tử sống không? Mượn. Chúng ta đã mượn dòng sông một giọt nước để chúng ta sống. Chúng ta mượn một giọt nước mưa ở bầu trời rơi xuống, chúng ta mượn. Tất cả rừng xanh này đó, quý Phật tử ơi, từng chiếc lá nó quang hợp để nó biến những hạt diệp lục tố của nó thành một màu xanh đặc thù của lá. Để chi vậy? Để nó biến cái cuộc đời này nó có những cái luồng dưỡng khí. Cho nên cả rừng này là gì? Là lá phổi của chúng ta, hiểu không? Cho nên mình đã thiếu nợ khu rừng rồi, thiếu nợ dòng sông, thiếu nợ khu rừng.
Cho nên nếu mà thầy thí dụ trái đất này là một người mẹ hiền muôn thuở, nếu trái đất của mình đang sống là người mẹ hiền muôn thuở, thì núi non là gì? Trái tim của mẹ. Dòng sông là gì? Máu của mẹ. Rừng cây là gì? Lá phổi của mẹ. Cho nên người nào mà cứ phá núi và ầm ầm, tức là làm cho trái tim của mẹ hiền đau nhói. Người nào mà đổ rác xuống dòng sông, xả tất cả những chất thải xuống dòng sông là làm cho máu của mẹ mình bị nhiễm, ô nhiễm. Người nào mà đốt rừng, phá rừng một cách vô tội vạ, tức là làm cho lá phổi của mẹ mình không còn để thở nữa. Thì tất cả chúng ta sống ở đây, quý Phật tử ơi, chúng ta đang mang nợ của cuộc đời mà chúng ta trả nợ cho đời một cách vô ý và cầu thả. Có không? Có mượn nợ của cuộc đời không? Mượn rõ ràng, phải không? Chúng ta hít vào thở ra, đó là của rừng cây. Chúng ta đã mượn rừng cây những cái luồng hơi thở, dưỡng khí của cuộc đời. Quý Phật tử uống nước của dòng sông, tắm của dòng sông. Quý Phật tử ơi, dòng sông nó làm cho con người của chúng ta mát mẻ rồi. Cho nên đó, tất cả những cái đó, quý Phật tử ơi, mình đó mà đi ra ngoài đường, mình lén mình bỏ rác vô trong cái bọc, cái mình liệng xuống sông là mình đã giết mẹ mình rồi. Thấy chưa? Chúng ta có giết không? Giết nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần đến một cái cây và chúng ta dò một chiếc lá, chúng ta bứt một cành qua một cách vô tội vạ, chúng ta chơi, chúng ta xé nát cái cánh hoa, chúng ta xé nát từng chiếc lá, tức là chúng ta làm cho lá phổi của mẹ mình càng ngày nó càng bị bệnh nhiều thêm. Quý Phật tử thấy cuộc đời chúng ta mang nhiều thứ lắm đó, mang nặng, mang ơn nhiều thứ lắm quý Phật tử à. Cho nên người tu của chúng ta nó phải cố gắng. Sự sống ở trong đây, sự sống trên cuộc đời này, tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh, tất cả mọi loài vạn vật đều là những người anh, người chị của nhau. Quý Phật tử nên nhớ điều đó nha. Mình là con người, cho nên mình là người anh, người chị lớn, con của mẹ địa cầu. Nếu hành tinh này là mẹ, thì mình là người anh, người chị trái đất đã sinh ra. Con trâu, con bò, con chó, con heo, con gà, con vịt, con kiến, con ruồi, con muỗi, con ong, tất cả những chúng sinh đó là những đứa em bé bỏng của mình. Hiểu chưa quý Phật tử? Có sự sống ở trong vòng tay của trái đất đều là anh em với nhau. Thế mà chúng ta là người anh, người chị lớn mà chúng ta không bảo vệ cho em của mình, mà chúng ta tàn sát nó một cách vô tội vạ. Hiểu không? Có tàn sát nó không quý Phật tử? Đi vô trong làng nướng là tàn sát nó rồi. Ở đây quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này thì ít vô làng nướng. Người mà không đến đạo tràng đó thì vô làng nướng nhiều lắm. Kêu tên từng đứa em, kêu tên từng đứa em, kêu tên từng đứa em. Hà Nội mà mọc lên những quán bia hơi nhiều chừng nào là đứa em vô tội chết nhiều chừng đấy. Hiểu không? Vô là kêu từng thằng lên nướng. Thằng nào tươi, thằng nào mập, thằng nào tròn mới nướng. Thằng nào ốm, thằng nào chết ngợp không xài. Quý Phật tử ơi, mình lôi em mình lên, đứa những đứa em mà cứ bằng bé bỏng của mình, rồi mình xúm nhau, mình xé xác em của mình ăn mà mình cười khanh khách. Thấy không? Ở nhà mình đó, quý Phật tử chưa có ăn chay trường, lâu lâu vậy đó, cái bắt đầu mình ngồi, ba bốn người xé xác đứa một chơi vậy thôi. Đem thằng em mình ra, lựa thằng em nào mập tròn tròn vậy đó, cái bắt đầu nhổ lông cổ, cắt cổ nó xịt máu ra, nhúng nước sôi nhổ lông, cái bắt đầu luộc lên. Ba bốn anh chị em ngồi xé con thằng một ăn ngồi khen ngon. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta đều vay mượn một món nợ của cuộc đời. Hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta bắt đầu trả cái món nợ đó cho cuộc đời. Đạo tràng mình có ai bị nhức đầu không? Có không? Hồi xưa thầy nói cho quý Phật tử nghe, muốn mần con cá lóc là đập một cái bụp liền. Có không? Mần một con cá lóc đập đầu liền chứ không nói gì hết á. Bất cứ những con cá nào mà nó còn dãy, sợ mình đánh dãy nó dãy hồi vuột rồi nó chạy đi, hiểu rồi. Bụp, cá rô, cá lóc, cá sặc, cá gì không biết, cứ đập cái bụp rồi nó run rẩy hết trơn. Rồi thì bây giờ đó, cái món nợ ân tình này phải trả thôi. Thì sinh ra phải nhức đầu đó. Mình nhức đầu xong rồi đó, cái bắt đầu cái là món nợ này mình chưa trả là mình mượn món nợ khác. Người ta nói trời, chị bệnh nhức đầu hả? Chị ăn ốc khỉ cái nó hết à? Rồi nghe lời người ta xuống cái mua con khỉ về. Cái bàn giống vậy nè, khoét cái lỗ tròn bằng cái đầu con khỉ vậy đó.
nhét nói với cái bàn lú cái chớp đầu nó lên trên cái lỗ bàn thôi. Ở dưới trói tay trói chân nó lại hết. Quý Phật tử ơi, lấy cái vòng tròn, cái vòng kẽm cột bằng cái đầu nó vậy nè, nướng lên bếp lửa than cái vòng đó cho nó đỏ, chồng qua đầu con khỉ. Cái vòng nó đỏ lên, chồng vô cái đầu nghe một cái bụp, hộp sọ nứt ra. Con khỉ nó kêu chét 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 ở dưới gì đó. Rồi ngồi trên đây lấy chanh nặng lên trên cái bộ não mà còn nhúc nhích nó rắc muối tiêu, ăn ốc sống như vậy. Quý Phật tử ơi, ngày xưa mình đập đầu người ta, bây giờ mình nhức đầu. Mình thiếu nợ chúng sinh, mình nhức đầu. Mà cái món nợ nhức đầu mình chưa trả thì mình dây một món nợ lớn nữa. Rồi hỏi quý Phật tử, mình có hết nhức đầu hay không? Đó là món nợ của cuộc đời đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ tất cả chúng ta này, người nào cũng bị cái nợ ân tình này mà nó làm cho cuộc đời của mình nó khốn khổ, nhức tay nhức chân đủ thứ hết. Thầy nói hiện tại này mình không có, nhưng mà quá khứ mình đã từng dây nợ, phải không quý Phật tử? Đau vai, đau khớp, đau lưng, đau từng cái khớp tay. Lý do hồi xưa mua gà mua vịt đem bán, rồi cột một chùm một chục con gà đó, rồi máng lên cổ xe chạy ở đầu này giao hàng ở đầu kia, mà mang máng cái chân gà thòng cái đầu nó xuống, nó đau cái chân nó dữ lắm quý Phật tử, mà không cho nó ăn, không cho nó uống, rồi làm sao nó kêu la nổi đây. Cẳng chân nó đau lắm, cột hai chân con heo, bốn chân con heo lại thọt cái cây ngang qua cân lên về đem đi bán, đau lắm quý Phật tử à. Nhưng mà cái lúc đó mình đâu có thấy đau, mình chỉ biết đi bán thôi chứ không thấy đau. Mình chỉ biết ăn thịt chúng sanh thôi cho ngon cái miệng mình, mà mình đâu có thấy đau đâu. Cho nên cái món nợ ân tình này mình dây rất là nhiều quý Phật tử. Đạo tràng chùa Tâm Pháp, ai ăn chay trường đâu? Ai ăn chay trường giơ tay lên thầy coi coi. Nguyên một đạo tràng mà có hai cái cánh tay giơ lên ăn chay trường. Quý Phật tử ơi, chúng ta tập ăn chay lần lần đi quý Phật tử. Tập đi, để cái bao tử của mình không còn là nghĩa trang tập thể nữa. Hiểu không? Để cái bao tử của mình không còn là nghĩa trang tập thể nữa. Mà hằng ngày mà mình cứ hạ nguyệt, mình tẩn liệm không biết bao nhiêu đứa em vô tội trong bụng mình. Mà mỗi lần mình ăn chay như vậy thì cái bao tử của mình nó trở thành thiên đàng. Mỗi ngày mình ăn chay như vậy là mình trân trọng một nụ cười của chúng sinh. Mỗi một ngày mình ăn chay như vậy là mình trân trọng một sự sống còn. Mỗi một ngày mình ăn chay như vậy đã đánh mất đi, xóa tan đi một sự đau đớn dãy dụa của một chúng sanh vô tội. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cứ ăn chay đi. Mình ăn chay không phải để mình kể công kể lễ gì với Phật, mà con ăn chay bởi vì con ham sống, con cũng sợ chết. Thì con ăn chay có nghĩa là con tôn trọng sự sống cho tất cả chúng sinh. Ăn chay là tôn trọng sự sống, hiểu không quý Phật tử? Cho nên không cần mình ăn chay nguyên ngày, buổi sáng mình ăn chay, chiều thì mình mua đồ nấu sẵn, đồ mặn nấu sẵn về mình ăn qua loa cũng được. Nhưng mà buổi sáng ăn chay để cho bao tử của mình từ từ nó bớt đi xương thịt của chúng sinh trong đó, nó bớt đi máu và nước mắt của chúng sinh ở trong bụng của mình. Quý Phật tử hiểu không? Thì như vậy đó, cái món nợ ân tình, món nợ của cuộc đời lần lần chúng ta mới hết. Sở dĩ mà con người chúng ta bị bệnh nhiều, quý Phật tử ơi, sát nghiệp nhiều. Hiểu không? Mình mang cái sát nghiệp quá nhiều, cho nên cái thân của mình bị bệnh nghiệp nó nhiều, chứ không có gì hết đó. Cho nên tại sao ngày xưa chư vị tổ của mình sống tới 120 tuổi? Bởi vì chư vị tổ của mình không có gia vào sát nghiệp. Cho nên cuộc đời của các vị tổ này nó phát ra những cái năng lượng từ bi và yêu thương. Cho nên rồi cái năng lượng từ bi yêu thương nó có nhiều, cho nên rồi cái năng lượng sống nó có, cho nên nó kéo dài tuổi thọ. Còn mình bây giờ đó, mình gieo cái sát nghiệp nhiều quá, người ta gọi là sát khí, nó bao trùm lấy thân thể của mình, cho nên nó tạo ra cái thân của mình bị bệnh rất là nhiều, cái tâm của mình cũng bị bệnh rất là nhiều nữa quý Phật tử. Hiểu không? Mình bị thân bệnh có nghĩa là nhức đầu, nhức răng, chóng mặt, sổ mũi, lên máu, cao huyết áp, nhức tay, nhức chân, nhức lưng, đau thận, đau bụng, đau bao tử, đủ thứ chuyện hết, hiểu không? Còn cái tâm bệnh của mình là gì? Là bực dọc, là khó chịu, là nóng nảy, đủ thứ trong tâm của mình hết. Rồi làm sao đây, vừa tâm bệnh vừa thân bệnh mà nó cuốn cuồng như vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta chết sớm, không thể sống lâu được. Cho nên mình ăn chay để chi vậy? Cho cái tâm của mình bớt bệnh, nó được thanh thản, nó được nhẹ nhàng, nó được thông thoáng. Cái nhà của mình mà nó cứ bưng bít hoài, nhà của mình chật chội để đầy rác hết, thì quý Phật tử ơi, sống nổi không?
Cho nên hôm nay mình ăn chay có nghĩa là gì? Mình giúp cho căn nhà của mình bớt đi cái rác rưởi của cuộc đời. Mình làm cho căn nhà của mình được thông thoáng hơn. Nó không có mùi của chúng sinh, không có mùi của máu, không có mùi của nước mắt, không có mùi xương thịt. Để cho căn phòng của mình nó được thông thoáng, cái tâm của mình cũng được thông thoáng. Thế là cái tâm mình thông thoáng là cái phòng của mình được khỏe, hiểu không? Cái thân thể của mình cũng được khỏe thì tuổi thọ của mình được kéo dài ra. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, ăn chay không có xấu đâu mà sợ. Có nhiều người sợ ăn chay cái con xấu, hiểu không? Con đang soi gương, con thấy cái mặt của con nó hồng hào mà ăn chay sợ nó xanh lè xanh lét. Không bao giờ có điều đó. Quý Phật tử ăn chay đi, con người của mình nó đổi da, đổi thịt, đổi máu liền, hiểu không? Bây giờ mình bệnh nhiều quá, lý do mình ăn có một loại thực phẩm, ví dụ mình ăn thịt nướng, ăn thịt cá chiên, ăn cá kho, ăn thịt nướng hoài, có một loại đó, cho nên rồi cơ thể của mình nó tiếp nhận một loại đó, có đôi khi nó quá dư, mà thịt của chúng sinh nó mang cái mầm bệnh, thí dụ như vậy. Quý Phật tử ơi, mình ăn thịt của một con vật, mầm bệnh của mình nó ghê gớm lắm, thầy nói thiệt luôn đó. Thí dụ như cắt cổ một con gà, lúc đầu cái âm thanh từ cái mỏ của nó kêu chíp chíp chíp, mà âm thanh đó có thể nó kêu, nó gian sinh, nó nài nỉ, nó nói ông hai ơi, bà hai ơi, đừng có giết con, hiểu không, đừng có giết con. Nhưng mà mình lại không nghe âm thanh đó, vì cái lòng từ bi của mình nó bị chết lâu rồi, cho nên mình bóp họng nó luôn, không cho nó kêu, hiểu không? Thì nó đổi cái âm thanh bằng cổ họng của nó thay đổi qua, âm thanh nó rung lên từng thớ thịt. Khi mà chúng ta cắt cây dao qua cái cổ nó, để máu nó nhịu xuống cái dĩa đó quý Phật tử, toàn thân nó rung bẩy bẩy, âm thanh nó biến qua từng thớ thịt để gian sinh này đi. Mà cuối cùng sức của nó không bằng mình, cho nên một chân của mình đạp vào giò, một chân của mình đạp vào cánh, còn một tay của mình bóp họng nó, còn một tay kia cầm cái dao cắt cổ nó. Cho nên sự sợ hãi của nó biến qua bằng sự sân hận của nó, hiểu không? Cho nên tất cả các nguồn sân hận đó nó ăn sâu trong từng thớ thịt của con gà. Cho nên khi mình ăn nó rồi, quý Phật tử ơi, mình ăn toàn bộ độc tố trong sự sân hận đó, càng ngày cơ thể mình càng mang bệnh thêm thôi, hiểu không? Cho nên đó, có một cái cô đó, con của cô mới có đầy tháng tuổi thôi, cô đang cho con bú nhưng mà giận chồng sao không biết nữa, rồi chửi bới ôm sùm chồng mà mới có đầy tháng thôi. Khi chồng nó đóng cửa nó đi rồi về tới nhà, bà vợ phải chửi hoài, đóng cửa đi. Thì cô thấy chồng đi, đi xong rồi bắt đầu nhìn lại đứa con, nó tím mình mẩy hết luôn rồi nó chết. Tại vì tất cả những sự sân hận của cô này nó nằm ở trong cái bầu sữa của người mẹ. Cho nên đứa con nó bú sữa, nó bú nhầm chất độc sân hận của mẹ, và một tháng tuổi nó chịu không nổi, nó chết đó. Cho nên mỗi lần mà mình sân lên cơ thể của mình, nó sản sinh ra tất cả những chất độc, và những chất độc đó lại giết lấy mình. Cũng giống như cây đinh, nó sinh ra sét rồi sét lại ăn mòn cây đinh. Tự mình sinh ra sự sân hận biến thành độc tố, nó giết chết lấy mình. Quý Phật tử ăn tất cả những cái thực phẩm của chúng sinh như vậy, thì quý Phật tử ơi, mình ăn toàn bộ chất độc, và chất độc đó nó sẽ ăn mòn hết tất cả những cái cơ thể sống của mình. Như vậy thì quý Phật tử mình phải nên ăn chay đi, nó xanh, nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Người nào mà ăn chay thì nói thiệt, trẻ trung dữ lắm luôn, trẻ mãi lâu già. Người nào mà ăn chay rồi nó trắng hồng lên luôn. Tại vì sao vậy? Mình ăn chay tức là tâm của mình thanh tịnh, mà tâm của mình thanh tịnh tức là lòng yêu thương của mình tràn đầy. Mà người có lòng yêu thương, người đó đẹp liền. Còn cái người có lòng sân hận đẹp không? Không có hoa hậu nào mà cái mặt mà hung dữ hết, hiểu không? Cho nên mình yêu thương, mà yêu thương cái mặt của mình từ 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 nó sửa nó đẹp lại liền à. Cho nên quý Phật tử thấy mấy bà tiên ở trong mấy cái bộ phim, mấy câu chuyện cổ tích đó, mấy bà tiên đều hiền hết, phải không? Mà hễ bà tiên nào hiền, bà tiên nào cũng đẹp hết. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Tâm Pháp của mình, Phật tử của mình phải đẹp như tiên hết mới được. Mà muốn đẹp như tiên thì phải hiền mới được, mà muốn hiền thì phải ăn chay mới được, hiểu không? Mà quý Phật tử ơi, mình muốn hiền, cái mặt của mình muốn hiền dễ lắm, gặp ai cũng cười cái đi là hiền liền. Mình gặp mà mình cứ sủ gì hoài người sao hiền. Mình gặp người ta mà cái mặt của mình nó cứ quạo đeo, gặp người ta mà cái mặt mình nó cứ khó khăn, nó khó chịu hết. Thầy nói thiệt quý Phật tử, cái mặt của mình đáng lẽ cái tuổi mới có 37 mà sủ hoài nó già như 73 tuổi liền. Cho nên mình cười nhiều đi thì mình sẽ đẹp nhiều đó quý Phật tử. Mà cười nhiều nó giúp cho mình hết bệnh rất là mau.
trong cơ thể của mình có bệnh, quý Phật tử cứ hốt thuốc uống hoài, mà cái mặt mình nó cứ buồn cái này buồn cái kia, giận đứa con này, giận con dâu này, giận thằng ghế kia, bực mình cháu nội, bực mình cháu ngoại. Quý Phật tử ơi, mình chết trước khi cái bệnh nó nặng, hiểu không? Cho nên bệnh của mình thật sự ra không đáng chết. Trong kinh Dược Sư nói đó, bệnh không đáng chết mà tại vì sân, vì hận, vì lo, vì rầu, vì bực mình, cho nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Đó gọi là hoạnh tử, hiểu không? Mà quý Phật tử cứ như vậy hoài, bệnh nó không có đáng, mà mình cứ làm cho nó sanh ra tất cả những cái điều quan trọng, rồi cuối cùng rồi chết vì nó. Cho nên bệnh là gì? Sự thử thách của Phật. Cho nên mỗi lần bệnh cứ cười đi quý Phật tử. Mỗi lần mình cười có nghĩa là mình giảm cơn bệnh của mình. Tại vì một nụ cười nó làm cho toàn thể thân của mình đó quý Phật tử, tất cả các tế bào đều rung chuyển hết. Người ta gọi là nụ cười là khởi động của từng tế bào. Cho nên khi cười lên rồi, tất cả những tế bào của mình nó vận động, tức là nó tập thể dục á, hiểu không? Mình cười là tế bào tập thể dục, mà mình cười nhiều tế bào tập thể dục nhiều, mà tập thể dục nhiều thì hết bệnh. Cho nên khi mà người ta cười được đó, người bệnh sẽ giảm được 50% cơn bệnh, còn 50% uống thuốc. Còn người nào mà không cười đó, uống thuốc hoài không hết bệnh, hiểu không? Cái thầy mong rằng là đạo tràng của mình muốn trả nợ cho đời dễ lắm, cười là được rồi. Trả nợ cho đời là cười. Thí dụ như bây giờ nè, bà đó bà lợi bà nói, trời ơi bà này bà tu hành gì trời, bà mặc cái áo lam, áo ra áo, cái mặt ra cái mặt, chàng ơi bà mặc áo lam mặt bà giống như quỷ gì đó, thí dụ vậy đi. Thì lúc bấy giờ quý Phật tử dừng tâm của mình lại, mình nở một nụ cười buông xả và tha thứ liền. Lại mẹ Quan Thế Âm, bà đó bà nói con như vậy, bà chửi con như vậy, bà phỉ báng con như vậy. Lại mẹ Quan Thế Âm, hồi quá khứ con chửi bà, bây giờ món nợ ân tình này bà mới chửi lại con, con xin trả món nợ của cuộc đời này với tâm hoan hỷ. Thấy không? Thì quý Phật tử ơi, mình tự nhiên hết bệnh liền. Còn đằng này người ta chửi mình, tức người ta đòi nợ mình, thiếu nợ người ta rõ ràng, người ta lợi người ta đòi, vừa trả xong mượn lại, vừa trả xong mượn lại, mà mượn lại mượn nhiều hơn nữa chứ. Người ta mượn, người ta nói mình có một câu vậy là bắt đầu giận người ta, là chửi người ta tới tấp, tức là trả cái món nợ, trả cái câu đó là món nợ mình trả rồi, bắt đầu mượn cái món nợ thứ hai. Mà cuộc đời mày cứ mượn nợ hoài, quý Phật tử ơi, nó biến thành một vòng tròn mà người ta gọi là luân hồi sanh tử, hiểu không? Rồi cứ đầu thai lên đầu thai xuống, đầu thai lên đầu thai xuống, cứ chửi bới lẫn nhau như vậy hoài, biết chừng nào mà về Phật đấy. Trong khi tất cả chúng ta mặc áo lam, mặc áo tràng nâu để chúng ta có một cái dịp nào đó chúng ta diện kiến Như Lai để chúng ta gặp Phật, cuối cùng rồi không gặp Phật. Ở dưới Cần Thơ, ở huyện Phụng Hiệp, hai vợ chồng chuyên môn đi mua rắn về lột da rồi bán cho Campuchia, bán da rắn. Quý Phật tử ơi, đi bán cái da rắn đó, bán lột cũng có gần 10 năm rồi. Cái một bữa nọ đó, cái hai đứa con trong gia đình hai đứa, nó nói má ơi bữa nay con không lột đâu, tối ngủ người ta lột cái da con chịu không nổi. Thì bà mẹ nó nói mày xạo, mày làm biến rồi mày nấu vậy, ba mày quýnh mày chết. Trưa cái hai đứa con ngủ để chiều thức dậy lột da tiếp. Thì người vợ đó bắt đầu cái bữa đó cúp điện đi, mới châm dầu, cái đèn có chút xíu vậy, châm dầu lửa, châm dầu lửa vô cái đèn, cái mụn nó đằng kia, châm dầu ở đằng này, rồi châm dầu, cái dầu nó văng ra ngoài một miếng, cái lửa trong phực lên vậy thôi, hết. Thì bà nhìn cái cục lửa phực lên trên nóc nhà, nó bay, rồi nó chung vô cái mụn, rồi thôi, không có gì hết. Bình thường thôi, đâu có cháy, đâu có giết, thì nó cục dầu lửa mà. Rồi châm lửa lên, để lên bàn. Tới chiều chuẩn bị đi ra để mà lột da rắn, dở cái mùng lên, hai đứa con nó cháy đen thui, nó quăng cong lại như con rắn luôn. Trời ơi, bà ngồi bà tức, mà bà nói phải chi nó cháy nguyên cái mùng á. Thì bà không tức, nó không có cháy, mà bà chỉ thấy cái đốm lửa nó chung vô mùng thôi. Vậy đó mà tự nhiên rồi con của bà hai đứa nó chết cháy, nó cong queo luôn, giống như con rắn vậy đó. Rồi hai vợ chồng bỏ nghề luôn quý Phật tử. Đó, cái món nợ của cuộc đời, món nợ mà mình dây của cuộc đời, phải không? Mà phải trả nợ cho đời là như vậy đó.
Tại vì sao vậy? Mần rắn này nè, lột da rắn bán lấy tiền cho ai? Cho hai đứa con không? Nó ăn học. Cho nên bây giờ hai đứa con nhận cái tiền bằng xương, bằng máu của một chúng sinh mà mỗi một ngày không biết cha của nó và mẹ nó giết bao nhiêu. Để rồi bây giờ mày phải trả, hai đứa con phải trả. Mà nếu tiếp tục mà còn làm nữa thì tới hai vợ chồng trả. Cũng ở Cần Thơ, cái món nợ của cuộc đời này, quý Phật tử ơi, thầy kể đi cho quý Phật tử hiểu cái món nợ của cuộc đời này, rồi cuối cùng phải trả thôi. Nhưng mà người nào mà được nhắc nhở đó thì người ta có phúc, người ta dừng lại. Còn mà mình làm ác, không ai nhắc nhở mình đó quý Phật tử. Rồi đến một ngày cuối cùng rồi, cái quả nó trổ ra, quý Phật tử ơi, không còn chỗ nào để mà mình chống, mình đỡ được hết. Cái bà này đó, bà luộc hột vịt lộn, bà bán. Bà bán từ khi bà 16, 17 tuổi chung với mẹ bà. Mà năm nay bà gần 60 tuổi rồi, thì quý Phật tử nghĩ đi, bà luộc cái hột vịt lộn này gần 30 năm rồi. Bà luộc bà bán hàng ngày. Một buổi kia cái bà luộc trong cái nồi. Khi bà dở cái nồi ra, trời ơi, nước sôi ào 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 ào, mà mấy cái chiếc hột vịt lộn nó nở thành những con vịt đang lội trong nồi nước sôi mới ghê chứ. Bà ngất xỉu luôn. Rồi từ đó về sau quỳ trước bàn Phật, không bao giờ luộc hột vịt bán nữa. Là bà ấy làm những cái tội, nhưng bà ấy cái cơ duyên, cái quá khứ của bà ấy có phúc, cho nên tất cả những cái nhân quả nhắc nhở bà, cảnh cáo một lần bà có thể quay đầu hay không. Nhưng mà may mắn là bà quay đầu, bà dừng lại hết. Quý Phật tử ơi, còn cái bà này ở Bắc Giang, năm nay bà 73 tuổi rồi, vô trong bệnh viện ở Hà Nội, Hải Phòng vậy đây. Bà vô bà nằm bệnh viện, mà tối bà ngủ bà cứ mớ hoài, đừng ôm tôi, đừng làm gì hết, tôi không phải tại tôi đâu. Bà cứ mớ như vậy hoài, suốt đêm nào như đêm đấy. Mà người nhà nói bà bị bệnh từ năm 54 tuổi cho tới bây giờ 73 tuổi rồi. Thì bác sĩ mới hỏi thăm bà lý do là tại sao bà bị như vậy, bà ngủ bà mớ như vậy, bà thấy cái gì. Thì lúc bây giờ bà mới khai thiệt, 18 tuổi bà lập gia đình, 23 tuổi thì bà làm lao công trong một bệnh viện sản. Lúc bây giờ quý Phật tử ơi, tất cả mấy cái thai nhi mà người ta đem, người ta móc, người ta bỏ đó, phá thai đó, bỏ vào trong thùng rác, rồi người ta chỉ đem cái thai nhi về nấu cho heo ăn. Heo nó mau lớn lắm. Bà cũng nghe lời, bà lấy mấy cái thai nhi về bà nấu, bà nuôi heo, heo nó mau lớn, nó mập mập vô cùng bán. Từ năm 23 tuổi, quý Phật tử ơi, đem cái thai nhi về nấu tới 54 tuổi luôn. Thì cái lần cuối cùng khi bà nấu đó, tự nhiên trong bụng con heo, tiếng con nít nó cười khanh khách ở trong bụng con heo. Bà xỉu luôn tại chỗ trong chuồng heo luôn. Đáng lẽ 55 tuổi bà mới về hưu, 54 tuổi bà xin nghỉ luôn. Rồi đêm nào bà cũng nằm mơ thấy mấy đứa nhỏ trong cái nồi nước sôi bưng ra, trong cái nồi nước sôi bước ra ôm bà hoài vậy đó. Bà quản tới nỗi bà bị gia đình đó bị tâm thần. Quý Phật tử thấy không? Rồi bây giờ vô bệnh viện rồi mà hãy mà con nít, ai ẩm con nít vô, bà la liền, bà ôm cái mặt bà, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt hận thù đó, đừng nhìn tôi, bà cứ vậy hoài giống như khùng vậy đó. Thì quý Phật tử thấy không? Món nợ đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử ơi, hãy trả nợ cho đời và đời sẽ đòi nợ tất cả chúng ta. Mà cái cách để chúng ta trả nợ cho đời dễ lắm quý Phật tử à. Điều thứ nhất là dừng nghiệp của mình lại đi. Dừng nghiệp lại. Hồi xưa tôi hay nóng nảy, hồi xưa tôi hay đông đỏng gì đó, hồi xưa tôi bực mình lắm, chọc tôi cái là tôi chửi liền. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn cho cái cuộc đời đừng đòi nợ, và chúng ta muốn trả cái món nợ cho cuộc đời một cách êm ái, thì dừng nghiệp lại. Như hồi nãy giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, hồi đó ăn mặn hoài, bây giờ dừng nghiệp ăn mặn lại, ăn chay, chuyển nghiệp. Hiểu không? Hồi xưa mình nóng nảy quá dừng lại, bây giờ nói chuyện từ từ, sống chậm lại một chút. Người ta chửi mình chửi liền, người ta chửi mình chửi liền. Quý Phật tử ơi, bây giờ dừng cái nghiệp đó lại, chuyển cái nghiệp này bằng cái nghiệp từ bi một chút. Hiểu không? Như nãy giờ thầy nói bà chửi mình sao, thấy nó A Di Đà Phật lại mẹ Quan Thế Âm. Hồi quá khứ chắc con chửi bà, bây giờ bà chửi lại con. Thôi thì món nợ ân tình này con xin trả cho bà với tâm hoan hỷ. Đó là mình chuyển nghiệp của mình. Để chi vậy? Để món nợ này mình trả một cách êm ái. Đừng có trả nặng nề như những cái người đó, rồi cuối cùng rồi nó khùng khùng như vậy hoài, rồi cái nằm mơ thấy em bé trong cái nồi bước ra hoài, chịu nổi không? Quý Phật tử thấy mình chịu nổi cảnh giới đó không? Ghê lắm quý Phật tử ơi.
Thành ra đó là cái món nợ của cuộc đời mà chúng ta phải trả thôi. Trả nhiều lắm quý Phật tử à. Cho nên mình phải làm sao giải thoát bằng cách để mà trả món nợ của cuộc đời đó. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, hồi đó thầy có giải, thầy có giảng cho quý Phật tử trong thành phố nghe, là khi mà thầy khoảng năm 30 tuổi thì bác sĩ nói rằng là ông bị suy não rồi, ông không còn đi giảng được nữa đâu. Mà ông cãi mà ông cứ đi giảng hoài, một ngày nào đó nó khô não đó thì tôi không còn đảm bảo cho ông nữa. Lúc bây giờ thầy mới hỏi bác sĩ suy não là sao. Ông nói đi ngang chùa không biết đường quẹo vô, nghĩa là quên lãng hết luôn. Mà bây giờ mình đi giảng mà nó bị mất hết cái khả năng đó thì chết rồi. Não nó bị suy, não nó bị khô rồi làm sao. Nhưng mà rồi thời mai thầy đi lên vùng Tây Ninh gặp một ông thầy thuốc, ông chỉ. Ông nói là bây giờ vậy, tôi sẽ hốt cho thầy hai vị thuốc mà tôi không nói tên nó ra. Thầy cứ ở đây với tôi hốt thuốc thầy uống mỗi ngày, thầy lại 200 lại giùm tôi, vận động như thế cứ lại 200 lại. Thì lúc bấy giờ thầy thấy 200 lại ở đâu, thôi lại 1000 lại luôn. Tức mỗi ngày uống 3 chén thuốc lại 1000 lại. Khuya 3 giờ rưỡi thức dậy lại 200 lại. 8 giờ sáng lại 200 lại. Rồi 2 giờ trưa lại 200 lại. 4 giờ chiều lại 200 lại. 8 giờ tối lại 200 lại cho nó đủ 1000 lại. Quý Phật tử ơi, thầy uống mỗi ngày 3 chén thuốc mà hai vị thuốc đó không biết. Ông đi vô trong rừng ông kiếm, ông không chịu nói tên ra. Ông nói ông lỡ hứa rồi, ông không nói tên ra, thà ông đi hốt cho mình uống. Rồi uống xong mỗi ngày thì cứ lại 1000 lại. Lại tới 150.000 lại. Thầy xin thưa với quý Phật tử, đi khám lại cái bác sĩ giật mình. Bác sĩ nói ủa sao kỳ vậy, 150.000 lại khoảng 4 tháng, hiểu không? Rồi bác sĩ giật mình. Rồi tới bây giờ luôn, là bây giờ vẫn còn đi giảng được. Thì thầy muốn nói cái chỗ là gì? Muốn trả cái món nợ của cuộc đời. Mình bị khô não, mình bị nhức đầu, hồi quá khứ chắc cũng là đập đầu người ta nhiều lắm, hiểu không? Cho nên bây giờ nó mới bị bệnh như vậy. Thầy nói cái lúc mà thầy bị đau đầu chỉ dựa vách tường thôi, cả đêm không ngủ, nó nhức nó khó chịu dữ lắm quý Phật tử. Rồi bây giờ sám hối, hiểu không? Mình sám hối cho nên cái tội của mình nó bớt. Nó chỉ bớt cái tội thôi, nhưng mà còn cái món nợ của cái chúng sinh nào mà mình đập đầu đó, thì mình gán mình tu sao để mình vớt người ta lên. Chứ không phải là người ta chỉ buông cái hận ra thôi, hiểu không quý Phật tử? Thí dụ như mình đập đầu một con gà, đập đầu một con vịt, mình đập đầu một con cá. Mình đập đầu xong rồi đó, thì tất cả con gà này bị đập đầu, con cá bị đập đầu, con vịt bị đập đầu. Rồi đó, tất cả những cái con này nó gặp nhau trong một thế giới vô hình. Con vịt nó mới nói sao ông chết, hỏi con gà. Con gà nói ông Minh Thành đập đầu tôi. Rồi con gà hỏi vịt sao mày chết, ông Minh Thành đập đầu tôi. Con gà con vịt hỏi con cá sao mày chết, ông Minh Thành đập đầu tôi. Thành ra cuối cùng rồi những cái con đó nó cùng một cái nghiệp. Cái nghiệp báo thù là chỉ có một ông Minh Thành thôi, hiểu không? Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói rằng là khi mình chết rồi có một cái chúng sinh đó nhiều đầu, nhiều tai, nhiều chân, hiểu không? Nhiều đầu, nhiều tai, nhiều chân có nghĩa là cái mình nó có một cái mình đó thôi. Tức là nó có một nghiệp duy nhất là bị ông Minh Thành đập đầu hết. Nhưng mà cái nghiệp của con vịt, đầu nó đầu vịt, đầu gà, đầu cá, đầu chó, đầu trâu, đầu gì đó là biết bao nhiêu cái đầu gom trong một cái mình, gượt chúng sinh. Thấy không? Mà trong kinh Địa Tạng nói đó, y hệt như vậy. Cho nên bây giờ nó bị nhức đầu, mình sám hối. Thì cái con vật này nè, cái lòng sân hận của nó dừng lại. Nó không tấn công bằng cái lòng sân hận với mình nữa thì mình hết bệnh. Nhưng mà cái ý của mình là nó giết nó, mình sám hối ý tội của mình hết. Nhưng cái tay của mình đập nó thì mình làm sao mình vớt nó lên. Hồi xưa cái tay này đập đầu tôi thì anh phải lấy cái tay anh để anh tiếp dẫn tôi lên, hiểu không? Chứ không phải là sám hối là nó chỉ hết cho mình trong ý nghiệp thôi, còn thân nghiệp phải tu như thế nào để vớt nó lên đó. Chứ Phật tử thấy không, tất cả cái món nợ cho cuộc đời là như vậy. Cho nên người tu phải tu miên mật là như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên thầy chỉ mong đạo tràng của chúng ta làm sao để mình tu một cách tinh tấn. Mình tu để mà mình trả lại cái món nợ cuộc đời một cách đầy đủ sự hoan hỷ trong đó, đầy đủ cái năng lượng của Phật. Giống như tối hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng chùa Tâm Pháp, quý Phật tử thấy hai cái chữ Tâm Pháp mà mình không biết nữa thì thôi.
Thật sự ra cái chùa này nó có cái tên là Tam Pháp Quy Nguyên. Tức là Tam Pháp có nghĩa là gì? Khổng giáo, rồi Đạo giáo, rồi Phật giáo. Ba cái này nó gom lại một chỗ, hiểu không? Khổng giáo là dạy chúng ta làm người, Lão giáo là dạy chúng ta tu tiên, còn Phật giáo dạy cho chúng ta tu giải thoát. Hồi xưa nó như vậy. Tại Hà Nội mình tới 1000 năm văn hiến lận mà, cho nên hồi xưa biết bao nhiêu người ở Lão Trang nè, rồi bên Khổng giáo nè, tất cả những cái đó nó tồn tại trong phong kiến, trong tất cả triều đình của thời bấy giờ. Cho nên cái chùa này phải gom ba giáo đồng nguyên, tức là Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo gom lại làm chỗ, phải không? Nhưng mà sau này đó thì vị tiền bối của ngôi chùa này sửa lại là Tâm Pháp, hiểu không? Bây giờ quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng chùa Tâm Pháp này thì quý Phật tử thấy mình có cái Tâm Pháp chưa? Ngồi nãy giờ có miếng Tâm Pháp nào chưa? Có chưa quý Phật tử? Mô Phật có, vỗ tay thiệt lớn lên đi. Mình ngồi trước mặt Phật mà hỏi có Tâm Pháp chưa, mà quý Phật tử cứ chùng chừ do dự hoài là chết rồi. Mô Phật và Đức Thế Tôn, con vô đây con ngồi là con đã có Tâm Pháp. Con bước qua khỏi cổng chùa là con đã có Tâm Pháp rồi. Hai chữ Tâm Pháp đó là lúc nào cũng có. Tâm là trái tim của con, Pháp là sự sống. Sự sống trong trái tim của con là con đã có Tâm Pháp rồi, hiểu không? Mình bước vào ngôi chùa này là mình đã có đời sống tâm linh của mình rồi. Mô Phật, con ở ngoài đời, con chạy theo cái tiếng gọi của cuộc đời, con chạy theo tất cả bóng dáng của cuộc đời, con chạy theo nhịp đập của cuộc đời, con không có Tâm Pháp. Đúng, nhưng mà khi con bước qua cái cổng chùa đề hai chữ là chùa Tâm Pháp, con bước vào trong đây, con mặc áo lam, con mặc áo nâu là con đã có Tâm Pháp, hiểu không? Hiện tại bây giờ là quý Phật tử ơi, trong lòng của quý Phật tử Tâm Pháp đang rạo rực, một đời sống tâm linh đang rạo rực, một niềm vui trong đạo đang trào dâng, hiểu không? Bây giờ quý Phật tử có ai buồn không? Đâu có, phải không? Đâu có ai nói trời ơi cái ông thầy đâu mà ông nói hoài không chịu nghĩ gì ta, có ai nghĩ vậy không? Không, phải không? Mình có Tâm Pháp rồi, đâu có ai nhăn nhó gì đâu. Nãy giờ thầy giảng không ai nhăn hết á, không? Không có ai sụ, không có ai nhăn hết. Thầy ngồi trên đây thì nhìn xuống đẹp tuyệt vời, cả đạo tràng chúng ta đẹp tuyệt vời, đúng không? Có nhiều đạo tràng thì đến thầy giảng với Phật tử ơi, nhất là giảng buổi tối, giảng xong xuôi rồi cái tự nhiên nhìn xuống thấy ngủ sạch luôn, ngồi mình giảng mình nói muốn chết luôn, nói ngồi nhìn xuống thầy ơi sao ngủ hết trơn vậy trời, nó rồi làm sao mà nói nữa. Cho nên đó, đạo tràng này hay con cái là nhìn xuống Phật tử hớn hở vô cùng, hiểu không? Hồi mới đầu vô đó khuôn mặt của quý Phật tử nó mét mét, nó xanh xanh, nó còn ẩn chứa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà nói một hồi rồi hồng hào vô cùng luôn. Quý Phật tử ơi, tự nhiên cái Bồ Tát tánh nó xuất hiện ra ngoài. Rõ ràng hiện tại bây giờ tâm hồn của quý Phật tử nó có một chút gì của Bồ Tát. Lại mẹ Quan Thế Âm, con không giống mẹ hoàn toàn, nhưng lại mẹ Quan Thế Âm, con giống mẹ một chút, hiểu không? Con giống mẹ một chút thôi. Tại vì đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là đầu đội khăn trắng, mình mặc áo trắng, đứng trên hoa sen trắng, cầm tịnh bình, cầm dương liễu, tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu, tay cầm tịnh bình. Quý Phật tử thấy cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào, tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả. Quý Phật tử thấy không? Thì bây giờ mình giống Bồ Tát Quan Âm, giống nhẹ thôi. Mình phải làm sao miệng mình nở một nụ cười để yêu thương tất cả, được không? Nãy giờ thấy cười nhiều rồi đó. Thầy chỉ mong đạo tràng của chúng ta tất cả phải có một nụ cười như vậy. Nụ cười đó là nụ cười để chúng ta kết nối yêu thương. Cần cái nụ cười dữ lắm quý Phật tử. Người tu của chúng ta, nhất là đạo tràng Tâm Pháp này, muốn cho trái tim của mình cùng một nhịp đập với trái tim của bạn mình thì hãy nở một nụ cười để kết nối yêu thương, hiểu không? Một đạo tràng mà không kết nối yêu thương là kể như đạo tràng nó tan rã đó. Cho nên rồi quý Phật tử muốn kết nối yêu thương, hàng đêm đến đây trì chú Đại Bi. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chữ Nam Mô là gì? Con xin quay về, hiểu không? Con xin quay về cái đã. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tức là đại là lớn, từ bi là trái tim yêu thương. Cho nên Nam Mô Đại Từ Đại Bi là con xin quay trở về, để con đem trái tim của con đặt vào trong trái tim yêu thương lớn của Phật và Bồ Tát, hiểu không?
Đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mình đọc mà mình không hiểu thì cuối cùng mình đọc hoài mình không biết làm chi. Cho nên Nam Mô Đại Từ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát có nghĩa là con xin quay về, con đem trái tim của con nhỏ bé này của con, để con đặt trái tim của con vào trong trái tim lớn của chư vị Phật và chư vị Bồ Tát. Để chi vậy? Để trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát phát ra một nhịp đập yêu thương, để trái tim nhỏ bé của chúng con cũng được một nhịp đập yêu thương của Phật. Hiểu không? Hằng ngày cứ về đây để mà chúng ta trì chú Đại Bi, để chúng ta làm sao cái năng lượng giữa đạo tràng tâm pháp này nó phát ra cái năng lượng yêu thương, để mà trân trọng và gìn giữ quý Phật tử lại nơi này. Người nào mà không trì chú Đại Bi nói mau rã ra lắm, hiểu không? Cho nên vô trong đạo tràng rồi quý Phật tử ơi, là mình bước chân qua thế giới của Phật, còn thế giới ngoài kia là thế giới của ma. Cho nên một bước ra khỏi cổng chùa sau lưng mình là thế giới Phật, bước ra cổng chùa trước mặt mình thế giới ma. Vậy đó mà thấy 500 ngàn bay là phóng ra thế giới ma liền, quên thế giới Phật. Có không? Thầy hỏi thiệt, bây giờ lỡ đi ra cổng chùa đó mà thấy tiền tờ 500 ngàn nó bay, dám phóng ra không? Mô Phật phóng ra liền, quên hai bên đầu đường, xe nó qua xe nó lại mà thấy là phóng liền. Đó, thấy không? Quý Phật tử đã bỏ thế giới của Phật rồi, mình chỉ cần thấy 500 ngàn làm phóng qua thế giới ma liền, không cần biết gì hết. Mình là con trai hoàng tử của Thế Tôn, mình là con gái công chúa của Thế Tôn, thấy tiền mình là ô xin của quỷ, thấy không? Nếu mà thấy tiền cái mình tự nhiên mình là nô lệ của ma liền. Quý Phật tử thấy không? Lời Phật dạy mình không nhớ mà ma nó xúi cái làm liền. Phật nó nói con ơi, vật bất nghĩa phi thủ. Tiền bạc đó không phải là cái nghĩa, không phải tiền nghĩa đâu. Tiền đó là tiền phi nghĩa, là người con Phật đừng cầm. Con Phật dạy vậy. Con ma nó nói trời, 500 ngàn cũng khá lắm mày ơi, lụm đi, phóng liền. Ba bốn đứa phóng dành con miếng một, hiểu không? Dành xong rồi cái tờ 500 ngàn tét ra làm hai, mà cái trán của mình hai đứa tét ra luôn. Tại cầm nhập cái đầu vô cái bóp gì nè, giật tờ 500 tét làm hai, đầu tét ra luôn, chảy máu. Có bà già nó, bà đứng bà không thèm dòm tới đồng tiền luôn. Sư cô trụ trì hỏi, công nhận bà tu hành đàng hoàng quá. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó háo thắng, thấy tiền nó ham, nó tươm tướp, nó phóng, nó giật. Bà là người tu, thấy tiền mà bà coi như không. Bà già chắp tay lại nói, thưa sư cô, tại con già con dành hỏng lợi tụi nó. Con già quá rồi cho nên là không dám dành. Con vừa phóng xuống cái con chưa đụng 500 ngàn nữa là con niếm tay y tá liền đó, thưa sư cô. Không có đụng 500 ngàn mà niếm tay y tá rồi. Lúc bây giờ con không thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mặc áo trắng đầu đội khăn trắng nữa, mà con xỉu xong đưa con vô, con mở mắt ra con thấy y tá mặc áo trắng đầu quấn khăn trắng luôn. Thấy y tá chứ không thấy Quan Âm, thấy không? Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta muốn cho tất cả những cái nghiệp của cuộc đời này và nghiệp của chính mình từ từ cho nó nhẹ nhàng đi. Chứ mình cứ để cho nó cứ từ từ nó trôi qua một cách bình thường như vậy, rồi cái nghiệp mà nó tích tụ lại rồi đó, khi mà nhân quả nó đầy đủ rồi, quý Phật tử ơi, mình trả không nổi. Hiểu không? Người ta gọi là gì? Quân tập nghiệp, trả không nổi luôn quý Phật tử, rồi nó dồn dập, hết bệnh này tới bệnh kia. Lúc bây giờ trả đâu có nổi đâu. Bệnh xong cái bắt đầu cái là hết cái bệnh này rồi, bác sĩ khi nói là phát hiện ra thêm bệnh mới nữa. Rồi nằm trong bệnh viện vậy, cái bắt đầu con của mình bệnh nữa. Biết bao nhiêu cái quan nghiệp nó bắt đầu nó dồn về. Nó đòi ghê gớm lắm quý Phật tử. Giống như là ngày xưa Ngộ Đạt Quốc Sư vậy đó. Khi còn trẻ và thuyết pháp rất là giỏi, ông vua ông thấy vậy đó, bắt đầu ông tặng cho cái tòa trầm hương quý Phật tử ơi, cao to mà mùi thơm phương phức. Khi ông lên cái tòa trầm hương, ông ngồi ông thuyết pháp rồi, thì ông nảy sinh ra một ý thôi, chỉ có ta mới được vua tặng cái tòa trầm hương này, chứ không có ông thầy nào mà được đâu. Quý Phật tử ơi, suy nghĩ buổi sáng, buổi chiều, tự nhiên ngay đầu gối nó nổi cái mục ghẻ, nhức dữ lắm luôn. Mà cái mục ghẻ này nó có hai con mắt với cái miệng mới thấy ghê chứ. Nó hả cái miệng nó ra cái gì đó, mà bữa nào nó đói đó là nó nhức chết sống luôn quý Phật tử. Rồi đó, Ngộ Đạt Quốc Sư không biết làm sao. Đó, mà thử một lần đó, cái bắt đầu đi ra chợ mua một miếng thịt bò, thảy vô trong cái miệng một ghẻ, nó nuốt miếng thịt bò cái nó hết đau. Mà ngày nào cũng phải đi chợ mua một miếng thịt cho nó ăn hết. Rồi cuối cùng rồi quý Phật tử thấy là đi Bồ Tát A
A-a-na-ca dạy là đi tới cái núi đó, làm gặp cái dòng suối đó, rồi rửa, từ từ sám hối thì nó mới hết. Lúc bây giờ đi tới cái núi đó rồi, cái bắt đầu gặp Bồ Tát A-na-ca, lấy nước suối rửa lên, rồi ngã xuống xỉu, đau quá xỉu, khi mà tỉnh dậy thì cái một ghẻ nó hết. Thì quý Phật tử sau đó rồi Ngộ Đạt Quốc Sư về bắt đầu mới viết cái bài Từ Bi Thủy Sám Pháp. Hiểu không? Do cái một ghẻ đó đó quý Phật tử à. Bồ Tát A Nặc Ca nói, ông có biết tại sao ông có một ghẻ đó không? Cái một ghẻ đó ở đâu mà nó ra không? Ông Ngộ Đạt. Thì Ngộ Đạt Quốc Sư nói, tôi không biết thưa Ngài. Thì A Nặc Ca nói, ngày xưa 10 kiếp về trước, ông là một cái là quan viên án, xử án người ta thôi. Thì có một ông tên là Triệu Thố, ông cứ đề quyết là người ta giết người, ông đem ram chặt đầu, mà trong khi Triệu Thố là người không phải là kẻ giết người, nhưng mà ông xử án quan, ông chặt đầu Triệu Thố, hiểu không? Ông chặt đầu Triệu Thố một cách quan ức, cho nên bây giờ quan hồn Triệu Thố nó đi theo ông 10 kiếp rồi ông à. Nhưng mà sau khi ông chặt đầu quan, ông hiểu được ông đã trật rồi, ông mới vô chùa xuất gia ông tu. Chín kiếp tu rồi, ông tu rất là tốt, ông tu rất là miên mật, cho nên quan hồn của Triệu Thố tìm ông mà vô ông không được. Nhưng mà có cái kiếp thứ 10 này, tự nhiên ông suy nghĩ, ông ham thích cái tòa trầm hương đó, cho nên cái dòng hào quang của ông nó bị lủng một chút, hiểu không? Và quan hồn Triệu Thố chui vào trong hào quang đó, nhập vào trong đầu gối của ông và biến thành một ghẻ, để nó đồ cái món nợ ngày xưa. Xuất gia 10 kiếp rồi quý Phật tử à, mà chỉ cần một cái tâm lơ đễnh thôi, dòng hào quang của Phật mà chỉ cần rung rung, nó lủng một khoảng thôi là nó chung vô liền. Huống chi quý Phật tử, quý Phật tử có hào quang không? Có không? Có hào quang. Hiện tại bây giờ có hào quang mà mô Phật bạch Đức Thế Tôn, hào quang của con nó yếu dữ lắm luôn. Mỗi lần mà con gặp tiền là hào quang con nó rung lên dữ dằn luôn, gì nè, nó yếu quá. Quý Phật tử ơi, ai mà chửi con một chút là con rung lên bằng bạc rồi, tức là hào quang con nó yếu rồi. Người ta chửi mình mà mình bình thản, hào quang của mình nó tròn mà nó mạnh mẽ. Còn người ta nói nặng mình, nói xấu mình mà mình rung là chật rồi quý Phật tử. Đức Phật nói, người ta nói xấu, con có quyền giận, nhưng không có quyền giận cách đêm. Đồ ăn để cách đêm, thiêu ăn vào đau bụng. Giận người ta để cách đêm, để vào đầu bị thiêu. Đồ ăn cách đêm thiêu, uống thuốc hết đau bụng, nhưng mà giận để cách đêm nó thiêu rồi, không có thuốc nào trị hết. Cái tâm của mình sẽ bị hư, đúng quý Phật tử. Đức Phật cho phép mình giận, nhưng không được quyền giận cách đêm. Hiểu không? Người nào mà giận cách đêm đã biến thành nghiệp. Cho nên mình giận mà giận trong ngày thôi, rồi tới sáng ngày mai không giận nữa thì không có thành tội. Còn mà giận mà kéo dài hoài là bắt đầu hết ngày này tới ngày kia là nó mới thành tội. Chứ giận trong ngày không có thành tội, hiểu không? Cho quyền giận đó. Cho nên Đức Phật nói, người nào tu mà không giận, người đó không thành Phật được. Tại vì đó, người ta tu người ta giận, mà giận có nghĩa là lửa, mà có lửa thì mới có hào quang ngoài sau lưng được, hiểu không? Cho nên giận là gì? Là lửa. Nhưng mà Phật và Bồ Tát biết sử dụng lửa, cầm lửa đi thuận theo chiều gió, rồi sưởi ấm nè, rồi chín nồi cơm, rồi sôi ấm nước. Quý Phật tử ơi, sôi sáng cho tâm linh mình cũng cây đuốc lửa đó thôi, hiểu không? Sôi sáng, sưởi ấm, chín nồi cơm, sôi ấm nước và đi thuận theo chiều gió. Cho nên lửa nó biến thành quả quang tam muội, hiểu không? Còn mình cũng vậy, mình cũng có cây đuốc đó, nhưng mà mình khác Phật với Bồ Tát. Mình là chúng sinh cho nên mình còn mê muội, cho nên chơi cầm lửa mà đi ngược gió mới ghê chứ, hiểu không? Cầm lửa mà đi ngược gió có nghĩa là cầm lửa tức là đi theo cái lời dạy của Phật mà làm ngược theo lời dạy của Phật. Ngọn đuốc là gì? Là lời dạy của Phật. Mà cầm mà đi ngược gió, đi ngược lại lời dạy của Phật, phỏng tay cháy nhà luôn, biến thành quả ngục A Tỳ, hiểu không? Cho nên chỉ cần một cây đuốc thôi, chỉ cần một cây đuốc mà nó biến thành quả quang tam muội, chỉ cần một cây đuốc mà trong phút chốc nó biến thành quả ngục A Tỳ. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đây, ai thích mình có quả quang tam muội, ai thích xuống quả ngục A Tỳ? Ai thích? Thích quả quang tam muội hay xuống quả ngục A Tỳ cô? Chúng
ta phải thích có quả quang tam muội, hiểu không? Quả quang tam muội là gì? Không phải cái dừng hào quang đó đâu, cái dừng hào quang đó mình mắt thường không thấy, chỉ có chư thiên chư Phật nhìn thấy thôi. Bây giờ thầy nói thiệt, chữ quả quang ở đây có nghĩa là gì? Quả tức là tất cả những cái sức nóng trong người của mình. Người mà tinh tấn đi chùa có sức nóng biến thành quả quang, hiểu không? Sự nóng của tinh tấn mình, sự nhiệt tình của mình, đó là quả quang, hiểu không? Còn mà nóng mà chửi vô mặt người ta là quả ngục, vậy thôi. Còn mình đi chùa bây giờ trời mưa trời gió gì không cần biết, vẫn đổi áo mưa, vẫn đi vô chùa cầm cái ô vậy, đi vô chùa tu, mặc mưa gió kệ đó đi, mưa gió không có lạnh, bởi vì mình có quả quang tam muội, thấy không? Cho nên sự tinh tấn của mình chính là quả quang tam muội đó. Sự kiên định của mình, sự chịu đựng của mình chính là quả quang tam muội. Bà nói bà chửi mình chịu đựng lại, mình dừng bước mình lại, dừng tâm của mình lại, để rồi mình nói với Phật rằng: lại mẹ Quan Thế Âm, con đến chùa tâm pháp là con trồng hạt giống bồ đề, cây bồ đề của con đã cao rồi, cho nên hôm nay bà đó bà chửi con là bà đang dung phân cho cây bồ đề của con, thấy không? Mình dừng lại một chút và mình nói được một câu là mình có quả quan tam muội. Còn bà vừa nói xong mình chửi liền, bà vừa nói xong mình chửi liền là mình có quả ngục chứ đâu có quả quan, hiểu không? Vậy thì quý Phật tử tự tạo cho mình quả quang tam muội, và mình cũng có thể tự tạo cho mình quả ngục a tỳ, tùy theo sở thích của quý Phật tử, hiểu không? Giờ cái này là thầy không có cho, mà tùy quý Phật tử tự chọn. Đây, chỗ này xuống quả ngục a tỳ, người ta chửi là chửi lại liền, xuống quả ngục a tỳ. Đây, con được bên đây lên quả quang tam muội. Người ta nắng, người ta mắng, người ta chửi mình, mà mình cứ lắng lòng lại và nói rằng: lại mẹ Quan Thế Âm, bà ấy chửi con có nghĩa là con thiếu nợ bà ấy. Con thiếu nợ một câu nói thì con sẵn sàng trả một món nợ ân tình của câu nói. Hôm nay con đi tìm bà ấy, con trả cái món nợ ngày xưa, nhưng con lên xuống lên hoài không gặp bà. Hôm nay tại chùa Tâm Pháp con gặp bà ấy chửi con, có nghĩa là con đã trả nợ cho bà ấy. Xin mẹ Quan Âm chứng minh cho lòng hỷ xả của con. Xong, thấy không? Thì tự nhiên mình có quả quang tam muội. Còn cái này đó, mình người ta chửi mình chửi lại liền á. Bắt đầu tôi nói cho bà nghe, nghe ăn bậy được, nói bậy cũng được, nghe bà nói thêm câu nữa tôi tán, mà một phát găng môi bà lẫn lộn liền đó, là kể như quả ngục a tỳ liền, thấy không? Quả ngục a tỳ liền. Mà thầy nói thiệt với quý Phật tử, cầu thành quả quang khó, mà muốn có quả ngục dễ vô cùng, hiểu không? Bây giờ nè, muốn có quả ngục cũng dễ lắm. Quý Phật tử ơi, mình ngồi mình nghe Pháp, người ta ngồi người ta nghe một cách thoải mái, còn mình ngồi dựa cột mình ngáp, mình ngủ mình gục, vậy là quả ngục a tỳ rồi, hiểu không? Như vậy là tự nhiên mình tạo cho mình một thế giới của quả ngục a tỳ, trong khi Đức Phật dạy cho mình lên quả quang tam muội. Quả quang tam muội là một con đường sáng chứ không có gì hết đó, để chúng ta gặp Phật. Còn quả ngục a tỳ là một con đường lửa để chúng ta đi xuống dưới cái cảnh giới âm u và đen tối. Chỉ như thế thôi quý Phật tử à, phải không? Thầy thấy quý Phật tử ai cũng cầm cây đuốc đi theo con đường mà kêu bằng tới ngã ba rồi đó, nhưng mà bây giờ đang lượng thượng không biết đi hướng nào, hiểu không? Người nào mà tới giờ phút này mà còn bình tĩnh, mà vẫn còn có những sự phấn chấn như cái thổ ban đầu mình mới vào trong đây ngồi, người đó có quả quang tam muội. Còn người nào mà giờ này cái bắt đầu nó hơi đuối đuối rồi, là lửa của mình nó sắp sửa hết dầu. Mô Phật, con đi chùa nãy con đem dầu mà quên châm ít quá, cho nên ngồi nghe ngồi nó lu rồi thưa thầy. Bây giờ châm dầu đâu còn kịp nữa đâu, phải không? Mà người nào mà đem dầu ít quá cho nên dầu nó cạn rồi lửa nó lu, tức là con mắt nó bắt đầu muốn lu theo. À, bây giờ quý Phật tử còn thích nghe nữa không? Thầy hỏi thiệt đó, quý Phật tử nói thiệt bụng hay dị bụng? Thiệt bụng hay dị bụng? Có nhiều cái đạo tràng thầy hỏi là thích nghe nữa không? Dạ nghe, dạ thích. Mà cuối cùng rồi hỏi ra dị bụng. Dị bụng dữ lắm luôn. Tại vì tội nghiệp thầy đường xá xa xôi lại đây thầy ngồi thầy giảng thầy tâm sự với mình, thầy lỡ nói một câu không lẽ nói thôi mệt quá thầy ơi, không lẽ nói vậy. Cho nên dị bụng nói dạ con thích lắm, nhưng mà cái miệng con nói thích, nhưng mà cái bụng con cầu thầy ơi, thầy hồi hướng lẹ đi thầy. Thầy giảng cũng giống như thầy cho tụi con mỗi đứa một cái chén chè,
cho nó một chén nhỏ vậy, nó ăn xong rồi nó còn thèm, nó xin thêm miếng nữa, cho chút chút thôi. Này thầy quất cho tụi con một đứa một tô chè, ăn xong rồi lần sau con không dám nhìn cái tô chè nữa, thấy không? Cũng như vậy đó, thầy nói vừa phải thôi, thì lần sau con nói với ni sư thỉnh thầy tới đây nói pháp nữa, thầy chỉ cần nói thêm một tiếng nữa thôi, mới mốt gặp mặt thầy là con không dám dòm luôn, hiểu không? Bây giờ nói tới đây, mặc dù tụi con còn thích, nhưng mà nếu thầy ngưng lại chỗ này, tụi con tiếc dữ lắm, tụi con thèm dữ lắm, lần sau thầy ra con mừng. Mà nếu mà thầy nói thêm một tiếng đồng hồ nữa, thưa thầy, con nói thiệt, con ngủ tại đạo tràng luôn. Hiểu không? Nói thêm tiếng nữa là con ngủ tại đạo tràng luôn. Lực bất tòng tâm, con thích dữ lắm, nhưng mà cơ thể của tụi con già dữ lắm thầy à, cho nên ngồi lâu nó mau mỏi, hiểu không? Mà giờ nó mỏi rồi là nó buồn ngủ, mà nó buồn ngủ thì nó ngủ nó kỳ dữ lắm. Tụi con già nhiều, răng cỏ đâu còn đâu, cho nên ngủ mà hả hỏng răng cái hỏng có cái gì cản hết, rồi nó nhiễu tùm lum như vậy rồi chết con luôn, hiểu không? Cho nên thôi thì thầy à, tới đây thôi, rồi thầy tạm dừng đi, vài ba tháng sau tụi con hẹn gặp thầy tại tâm pháp nữa, thí dụ vậy, hiểu không? Để cho cái sự gặp mặt của mình luôn luôn lúc nào nó cũng là niềm vui, là sự phấn chấn, là sự hồ hởi hết. Chứ bây giờ ngồi nói thêm một chút nữa, thưa thầy, hồi nãy con ngồi đầu tiên vô trong đây con ngồi giống như bông sen, và nếu thầy nói thêm một tiếng đồng hồ nữa tụi con thụng xuống thành bông súng hết luôn. Thầy con nói thiệt luôn đó, bây giờ con ngồi gì nè, con thẳng như bông sen đó, mà thầy thử thầy nói thêm tiếng đi là nguyên một đạo tràng con nó thụng 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 thành bông súng hết luôn. Nhìn xa xa thấy nó có nhiều cánh, nhưng mà nhìn gần bông súng không, hiểu không? Không có miếng bông sen nào hết. Cho nên đó, mình tu mình phải ngồi giống như bông sen chứ, phải không? Kinh Pháp Hoa nói mà trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, miệng của mình phải có bông sen, thân thể của mình phải ngồi như hoa sen. Thiệt sự ra ngồi nãy giờ giống hoa sen lắm, nhưng mà bây giờ nhìn là bắt đầu muốn thụng rồi. Vậy mà hỏi nghe nữa không? Dạ nghe. Quý Phật tử ơi, thầy nói thiệt luôn, nửa tiếng à, chứ không tới nguyên một tiếng đâu, là bắt đầu nó thụng xuống từ từ liền đó. Rồi đạo tràng của mình sẽ không còn trang nghiêm, và không còn có một cái gọi là cái kết nối yêu thương nữa. Thầy chỉ cần nói một tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu ngoài sau nó rút từ từ, rút từ từ, rút từ từ. Mấy người ngồi trước này, trời ơi biết về vậy nãy ngồi sao, ngồi đây không rút được luôn, ngồi chính giữa không rút dính được luôn, phải biết về vậy ngồi đằng sau để rút ra cho nó dễ, hiểu không? Tâm lý tự nhiên nó như vậy đó quý Phật tử. Thôi thì hôm nay đạo tràng của chúng ta nhân duyên gặp gỡ quý Phật tử tại đạo tràng Tâm Pháp lần đầu tiên, nhưng mà nó cởi mở ân tình. Thầy muốn gửi một chút trái tim của mình và cùng với trái tim của quý Phật tử, tối hôm nay không có người nói cũng chẳng có người nghe, tất cả chúng ta cùng với nhau tâm sự với Phật, để rồi được cái năng lượng của Phật gia hộ cho đạo tràng chùa Tâm Pháp của chúng ta, mỗi một người một chút cái năng lượng yêu thương của Phật, để rồi chúng ta về chúng ta nở một nụ cười bằng năng lượng yêu thương, hiểu không? Cho nên tối hôm nay thầy cầu chúc cho nguyên một đạo tràng của chùa Tâm Pháp của chúng ta, nguyên một đạo tràng luôn, buồn phiền gãy đổ, đau khổ lìa xa, liên hoa thường trụ, giấc ngủ bình an, gian nan chấm hết, gắn kết ngọt ngào, thân vào Phật độ, tâm ngộ Phật kinh, lung linh Phật tánh và lóng lánh Phật quang. A Di Đà Phật. Thầy cũng cầu chúc cho ni sư trụ trì ba chùa luôn luôn lúc nào trên môi của ni sư, cho dù Phật sự nó có mệt mỏi, cho dù như thế nào đi nữa, trên môi của ni sư luôn nở một nụ cười, một nụ cười gắn kết yêu thương. Và ni sư cười nhiều chừng nào, ni sư trẻ trung chừng nấy. Ni sư cười nhiều chừng nào là ni sư làm Phật sự thành tựu chừng nấy. Một lần nữa cầu chúc cho ni sư, cầu chúc cho đạo tràng chùa Tâm Pháp luôn luôn lúc nào cũng xích lại gần nhau và gắn kết yêu thương với nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.